Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Villacera Tuấn Đức. Chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu bồn cầu thông minh của Villacera mang cái mã hiệu là V94.GW. Thì GW tức là nó thể hiện là cái nắp bồn cầu màu xám và nó có thân xứ là màu trắng. Thì cái bồn cầu thông minh Vira V94 này thì nó sử dụng là công nghệ xả xoáy ở với trong lòng bồn cầu và nó có lớp công nghệ tráng men nano nung chống kháng khuẩn lên tới 86%. Và cái bồn cầu này á, thì nó được thiết kế với cái thân thân xứ bên ngoài á, là rất là đầy, giúp cho chúng ta dễ vệ sinh nó dễ dàng hơn. Và cầu này thì nó có tất cả các tính năng như là tính năng tự động xả nước, rồi tính năng sấy khô, tính năng rửa rửa massage, hoặc là có đèn tự động phát sáng vào ban đêm, và có các chức năng sưởi ấm bệ ngồi và rửa trước rửa sau đầy đủ. Và công nghệ xả của nó thì nó xả xoáy và cực kỳ êm. Và hiện tại cái mẫu này nắp đóng êm và có nó bên phía bên hông này thì nó có trang bị thêm một cái nút điều khiển của bồn cầu, và ngoài ra thì có sử dụng bằng remote. Logo Villacera thì nó được in chìm rất là sắc nét và ở trên sản phẩm thì nó có dán cả tem chống hàng giả của hãng Villacera đây. Và nắp thì đã đóng êm thì nó sẽ rơi rất là chậm và rất là như thế này. Và hiện tại á, thì cái mẫu này á, thì nó về phân khúc giá nó rất là tốt và nó phù hợp lắp cho những cái nhà khách hàng sử dụng mà sử dụng muốn bồn cầu mà thông minh, hoặc là những gia đình mà có người mà bị tai biến hay là có người lớn tuổi thì sử dụng những mẫu này rất là phù hợp. Và hiện tại thì mẫu này thì đang được bán tại đại lý Virasira Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này á, có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.